Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Ở video này mình sẽ bắt buộc phải cập nhật cái sàn OpenAX lên cái phiên bản mới nhất để tránh cái việc bị lỗi và cho nó an toàn nhất nha anh chị, để nó có thêm các tính năng mới. Rồi, bây giờ đầu tiên á là em sẽ cập nhật chính thức từ cái kênh của họ nha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành mình làm cập nhật lên đi anh chị, để phiên bản cũ nó bị lỗi anh chị, nên là khó sử dụng ha. Rồi chúng ta sẽ vào giúp em cái nền tảng X anh chị. Mình sẽ vào cái biểu tượng tìm kiếm nha. Mình sẽ gõ cho em cái chữ là OpenAX này. Trên cùng anh chị có tích xanh ha. Cái dự án này mới đây mà đã là đạt được 533.297 người theo dõi trong lúc em làm video. Thật sự là con số tăng cũng khá là nhanh đó anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hen xem những cái thông tin họ cập nhật. Good morning, chúng cộng đồng của OIX, chúng tôi nhận thấy một sự cố xung đột nhỏ với ứng dụng OIX trên Android phiên bản 1, phiên bản 12 và 13 liên quan đến cái này ha. Này về cái vấn đề kỹ thuật anh chị, thỉnh thoảng gây ra sự cố phiên bản cập nhật 0.1.7 hiện đã có trên Google Play. Mặc dù phiên bản này có thể không giải quyết đầy đủ vấn đề nhưng giúp giảm bớt phần nào. Chúng tôi muốn phản hồi của bạn. Ngoài ra, các tính năng thử nghiệm mới cho chuỗi core đã được thêm vào, tức là các phiên bản cập nhật mới này đã thêm vào cái chuỗi core vào ha. Là sau này chúng ta mua bán trao đổi giao dịch core và các đồng các hệ tóc cành chạy trên hệ sinh thái core và cái hệ sinh thái OIX này đều được anh chị, rất là tiện lợi luôn. Nó vừa là sàn vừa là ví để chúng ta hâu coi, hâu tốc cành và chúng ta giao dịch luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ đọc tiếp ha. Chúng tôi hoan nghênh sự kiên nhẫn và phản hồi của bạn trong giai đoạn thử nghiệm này. Dự án này chuẩn bị là cho chúng ta rút rồi đó nghe anh chị. Cố gắng tận dụng thời gian mấy ngày tiếp theo nghe anh chị. Lưu ý đặc biệt cho người dùng, chúng tôi nhận thấy những thiết bị này gặp sự cố thường xuyên hơn. Tức là hai cái loại thiết bị này hen, thường là gặp cái sự cố về cái lỗi. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang nỗ lực cải thiện khả năng tương thích dành riêng cho các mẫu máy này. Xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào. Sự kiên nhẫn của bạn được đánh giá rất cao và phản hồi của bạn cũng vậy. Ở đây họ có một số cái câu hỏi nè anh chị. Đó, điện thoại Samsung. Đó, ở đây là họ đang trả lời cho chúng ta anh chị. Ở đây là cái vấn đề họ thông báo ra cái tóc cành, em cũng đã chia sẻ rồi, các thông tin liên quan anh chị xem hết cái phần mô tả nha mọi người. Rồi bây giờ nè, anh chị muốn chúng ta muốn cập nhật, chúng ta vào cái link em để dưới phần mô tả nha. Anh chị đang xem cái video này ha. Có anh chị nào chưa đăng ký kênh cho em một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh chị để cập nhật những cái dự án, những kèo mới từ cái kênh của em ha. Anh chị có thể vào cái mục video này, chúng ta xem. Rồi anh chị chúng ta muốn cập nhật á, anh chị nhấp vào cái ở dưới cái tiêu đề có chữ sập team, anh chị nhấp vào ha. Rồi ở dưới đây nó có cái link thăm, nó có cái link nè, link cập nhật sàn OpenAX mới nhất nè, chúng ta nhấp vào đây sẽ đưa anh chị đến trên CH Play nha. Rồi chúng ta chọn ở trên cùng cho em download ROM Google Play cái phiên bản V0.1.7 này, sẽ đưa anh chị mình đến CH Play. Chúng ta chọn cái chữ cập nhật giúp em. Ứng dụng này hiện tại đạt được là hơn 100.000 lượt đăng tải xuống rồi đó anh chị. Em nghĩ cái đồng này leak nó cũng sẽ ok đó anh chị ha. Chúng ta chọn mở giúp em. Chúng ta chọn sign in. Mà trước khi anh chị nào chúng ta muốn xóa cái app á, một lát em chia sẻ mọi người chú ý nha. Cái này là cái mật khẩu đăng nhập vào ha. Mật khẩu này nó có thể trùng với nhau nhưng mà cái key ví nó sẽ khác anh chị. Rồi đây là cái phiên bản khi chúng ta cập nhật, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái tính năng mới như thế này ha. Đây là cái phiên bản chính là đúng không ạ? Cái màn hình chính của nó, anh chị nhấp phía trên lông tết nét. Khi anh chị nhấp vào đây nó sẽ ra ba cái chúng ta thấy. Đầu tiên là Core Mainnet, ở trên cùng là Open Mainnet ha. Tức là OIX Mainnet nhưng mà chưa có được anh chị. Họ đang thử nghiệm mà. Rồi tiếp theo là Core Mainnet, anh chị nhấp vào nó sẽ ra những cái đọc trên đây. Anh chị thấy này, Core OIX V kép Core USDT, USDC. Anh chị nhấp vào comment net tiếp á, nó sẽ ra cái nó là long test net. Nó là những cái mạng ha. Hiện tại có ba cái mạng chính.
sau này họ sẽ còn tích hợp nhiều cái mạng vào đây nữa anh chị, rất là tiện lợi. Rồi chúng ta nhấp vào cái mục húp này, ở đây nó sẽ ra những cái nhiệm vụ cho chúng ta thấy. Hiện tại là có 3 cái swap tem. Tem ở đây là cái mục giới thiệu, anh chị có thể nhấp vào cái chỗ tem này và mỗi người sẽ có một cái link giới thiệu ha. Còn cái này là cái link của em, cũng là cái link hồi nãy mà quý cô bác anh chị mình nhấp vào để chúng ta cập nhật đấy. Rồi chúng ta nhấp vào cái mục AGIX, đây là cái đối tác của cái sàn OpenAX luôn. Và ở đây họ có thêm hiệu á là họ đang chuẩn bị ra một cái game anh chị ha. Cái này thuộc về là AL, mảng công nghệ AL anh chị. Chị thấy này, nó có rất nhiều cái tính năng ha. Cái này em sẽ cập nhật tiếp và cập nhật cho anh chị trong thời gian tới, trong thời gian tiếp theo nha mọi người. Rồi anh chị nhấp vào một trade. Khi chúng ta vào cái một trade này á là chúng ta giao dịch đó. Và anh chị lưu ý sau này chúng ta muốn giao dịch cái ở cái mạng nào, cái đồng nào thì chúng ta sẽ chọn phía trên nè, chỗ cái co biểu tượng màu vàng màu cam bên phải, chúng ta sẽ chọn cái mạng ha. Hiện tại thì có 3 mạng. Rồi cái mission này là cái nhiệm vụ, đây là cái quan trọng nhất để chúng ta xác minh cái ví. Có một số anh chị hỏi em á là chúng ta không xác minh cái ví được hay không. Em khuyến khích là chúng ta nên làm, tại vì chúng ta xác minh cái ví này để sau này á chúng ta sẽ được tham gia nhiều cái airdrop và những cái chương trình staking hay là những cái chương trình để thu hút người dùng á, là có lợi cho mình. Anh chị làm đi, tại vì đây là cái sàn chính của OAX luôn mà, và nó sẽ là cạnh tranh với những cái sàn khác trong tương lai. Rồi ở đây anh chị thấy em đã làm xong hết rồi, nó đã có tích xanh. Có một số anh chị á, nó vẫn bị lỗi thì chúng ta cứ chờ đi, không sao đâu nghe anh chị đó. Còn một số anh chị mà chúng ta không nhớ cái key quý này kia thì chúng ta cứ tải cái quý mới về chúng ta làm, không có sao hết. Cái quan trọng em muốn nhắc mọi người nè, anh chị vào có một xác tin nè. Ở đây á, chúng ta sẽ thấy cái chữ là backup BACKUP, cái dòng thứ ba em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái chỗ này nha. Đây là cái key quý. Khi chị nhấp vào mấy cái dấu sao đó đó, nó sẽ hiển thị ra một cái dãy số và chữ liên tục. Đó là cái key quý, đây là cái mấu chốt quan trọng nhất. Anh chị phải ghi ra giấy, chụp ảnh màn hình hay làm sao đó để lưu vào một cái nơi an toàn, để sau này khi chúng ta lỡ xóa app, chúng ta lỡ chuyển về điện thoại khác, chúng ta phải có cái key quý để chúng ta nhập vào. Thì khi chúng ta đang nhập vào sẽ có chữ import. Anh chị cái dòng thứ ba đó, anh chị nhấp vào cái import và chúng ta nhập theo từng cái ký tự trong cái dãy này là chúng ta sẽ vào được cái quý. Anh chị chỉ cần sai một ký tự là nó cũng sẽ không vào nha mọi người. Nó sẽ khác nha. Là lúc đó không ai có quyền lấy lại được cho anh chị những cái tiền anh chị trong đó. Đó. Em nói chúng ta chủ quan mà chúng ta không làm, tới khi chúng ta bỏ vài ngàn đô trong đó rồi thì chúng ta không nhớ cái key quý đó, không vào được, lúc đó rồi anh chị mới thấy cái tầm quan trọng của việc lưu cái key quý nha. Cái chìa khóa duy nhất để vào được cái quý của mình. Và đặc biệt không cho bất cứ ai, có hướng dẫn người ta thì cũng đừng có mà lỡ tay nhắn vào, nó hiển thị hết là người ta thấy, sau này người ta lấy hết của anh chị ha. Đó. Lỡ có lộ cái cụm key quý rồi thì chúng ta nên là tạo cái quý mới ha. Rồi thông tin liên quan á, cô bác anh chị mình xem hết cái phần mô tả giùm em. Và em sẽ cập nhật tiếp trong thời gian tới. Rồi chúng ta vào cái app. Chúng ta vào cái app Satoshi nha. Ở đây chúng ta phải nhận hàng ngày. Đây hiện tại có 3 dự án. Những ai mà tham gia được hết là có 3 dự án. Còn những ai mà không á, thì sẽ được 2 dự án là OpenX và cái đồng OG. Còn cái BBKB này á, là có giới hạn nên là chúng ta may mắn mới được anh chị. Em cũng may mắn được một vé. Rồi ở đây anh chị sẽ vào cái một dự án phía dưới ha, bên phải cái chữ Europe. Ở đây chúng ta sẽ thấy OpenX này hiện tại là đã đạt được gần 100% rồi ha anh chị ha. Ngày dự kiến cho phép rút là ngày 13 tháng 4, hôm nay là ngày mùng 8 tháng, đúng không ạ? Hôm nay là ngày mùng 9 rồi anh chị, còn có mấy ngày nữa à. Đó, nhiệm vụ bây giờ anh chị phải làm cho em nè, tải cái ví sàn OX về. Sau đó vào cái mục setting và có mục backup đó, lưu cái cụm key quý lại cho em. Rồi làm một số cái nhiệm vụ, em có các video hướng dẫn làm nhiệm vụ dưới phần mô tả. Anh chị chịu khó chúng ta nhấp vào cái mục xem thêm dưới tiêu đề chúng ta xem. Rồi sau đó chúng ta kiên trì làm cái này còn mấy ngày còn nữa ha. Đó. Còn ai chưa có cái app Satoshi này cũng nhấp vào cái link dưới phần mô tả để đăng ký luôn. Cái app này sau này sẽ là một trong những cái app Europe VIP mà chất lượng luôn. Em dám cam kết một điều luôn. Chất lượng trong tương lai chúng ta sẽ còn được ăn rất là nhiều
cái dự án hợp tác với Co, hệ sinh thái Co hoặc là OIX hoặc là các dự án khác trên đây. Và một số anh chị nói solo rất là ít thì chúng ta phải làm anh chị, chứ mình solo thì mình phải chịu rồi. Nhấp vào một tăng lợi nhuận phía trên bên phải, ở đây có cái link giới thiệu bạn bè hay là gửi vào các cộng đồng hội nhóm nó chia sẻ ha. Rồi cái nữa là tăng băm thẻ tặng này để tăng cái tốc độ khai thác bất cứ dự án nào cũng vậy ha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người. Anh chị có gì không rõ có thể bình luận dưới cái phần video này hoặc là trong cộng đồng của em nha. Chúc cô bác anh chị mình ngày mới ăn lành, vui vẻ và hạnh phúc.